Xin chào các bạn, mình tiếp tục chữa từ câu số 16 đến câu 40 của đề 1989-01. Câu số 16 thì câu này mình không chắc lắm. Tức là mình chưa giải thích được tại sao lại chọn được đáp án là not. Nhưng mà ở đây đáp án theo như đáp án được đưa ra đây thì đáp án là đáp án A. Thì mình cũng có đọc qua một số tài liệu về cách sử dụng của no, not và none rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa tìm được câu giải thích cụ thể cho câu số 16 này. Thì hy vọng rằng các bạn có thể giải thích giúp mình câu 16 này. Câu số 17. Ở đây chúng ta đã có xác định được chủ ngữ này. Động từ. Chủ ngữ số ít cho nên động từ chia số ít. Đúng. Khi mà người ta gạch chân chủ ngữ thì các bạn phải kiểm tra động từ, mà người ta gạch chân động từ thì các bạn phải kiểm tra chủ ngữ xem chúng đã hòa hợp hay chưa, tức là đã chia động từ đã đúng hay chưa. Các bạn thấy ở đây chủ ngữ số ít, động từ chúng ta đã chia số ít, đúng rồi này. Thì ở đây chúng ta còn lại hai đáp án là C và D. Thì ở đây chúng ta phải chọn đáp án C, certainty. Nếu các bạn đã biết là hai danh từ mà ngay cạnh nhau như này thì chúng phải bổ nghĩa cho nhau, còn nếu không thì chúng phải có giới từ giữa, hoặc là cái thằng này nó phải là tính từ. Thì cái việc mà hai tính từ, hai cái danh từ đứng cạnh nhau như này thì cái danh từ đứng trước ấy lúc đấy nó phải như là một tính từ thì nó mới bổ nghĩa được cho cái thằng danh từ ở đằng sau. Trong trường hợp này cái từ certainty này ở đây là không đúng, và chúng ta phải bỏ đuôi ti đi, từ danh từ chuyển về tính từ, tức là certain thôi. Thì như các bạn thấy là khi mà chúng ta để đuôi ti thì chúng ta dịch nó như này: cơ thể con người dựa vào chất dinh dưỡng một cách chắc chắn cho sự tồn tại của nó. Còn nếu như chúng ta bỏ đuôi ti đi thì chúng ta sẽ còn lại là cơ thể con người dựa vào chất dinh dưỡng nhất định, dựa vào những cái chất dinh dưỡng nhất định cho sự sống còn của mình hay là sự tồn tại của mình. Thì ở đây chúng ta chọn là đáp án C, tức là chuyển certainty thành certain, là tính từ cộng danh từ thôi. Câu số 18 thì ở đây chúng ta có là chủ ngữ đây rồi, động từ. Động từ ở đây là may, thì các bạn nhớ động từ khuyết thiếu can, could, may, might thì nó sẽ được cộng với động từ nguyên thể. Thì ở đây nó cộng với follow là động từ nguyên thể, đúng rồi này. Và chúng ta sẽ cũng có những cái cấu trúc ví như là to cộng với tính từ, to này tính từ, với lại match cộng với danh từ không đếm được. Thì ở đây là chúng ta có rất là hợp lý, to này cộng tính từ này, match danh từ không đếm được. Ở đây là current là dòng, ở đây là dòng điện không đếm được, chúng ta dùng match là đúng rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đây có either nhưng lại dùng and, cho nên là ở đây đáp án của câu này sai, ở đây là sai ở and. Chúng ta phải có either or. Đây, câu số 18 này chúng ta có cấu trúc song song là either or, neither nor, both và and. Câu 18 chúng ta chọn là đáp án D. Câu số 19 xác định chủ ngữ chính này, động từ chính ở đây là is. Các bạn thấy ở đây là có tính từ rồi, ở đây là số nhiều, số đếm số nhiều, danh từ đằng sau nó chuyển là số nhiều, đúng rồi này. Các bạn thấy ở đây có dạng so sánh nhất có dư, nhưng mà dư longer là sai, thì chúng ta phải có là dư longest cộng tính từ này, tính từ danh từ thì nó mới đúng, chứ không có cái dạng cấu trúc càng càng ấy. Thì các bạn thấy là cấu trúc càng càng thì nó phải là ở dư với từ tính từ r này, nó phải đứng ở đầu câu cơ, nhưng mà chúng ta chỉ có cái vế đằng sau nhưng không đằng trước, không có dư r gì cả. Đây cái này không đứng đầu câu, cho nên là đây không phải là cấu trúc so sánh càng càng, cho nên là đây dư là đúng rồi, nó không gạch chân, cho nên đây phải là dư longest chứ không thể nào là dư longer được. Nên đáp án sai ở đây là đáp án C.
chúng ta phải chuyển thành longest. Câu số 20, chúng ta có chủ ngữ này, động từ, to be phân từ 2 đây là thể bị động, chủ ngữ số nhiều, động từ to be chia số nhiều. Ở đây chúng ta có một từ nối là and. Ở đây các bạn thấy có as a result, sau đó lại có there's numbers, sau đó động từ. Đấy, thì ở đây là chúng ta có mệnh đề chính đây rồi nhá. Đây là một mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ thì ở đây các bạn nhớ là as nó có thể là một từ nối vừa là một giới từ. Thì trong trường hợp này nó là một giới từ, as a result, giới từ này cộng với danh từ. Thì đoạn này nó cũng giới từ, chúng ta không quan tâm này. Tiếp theo nữa chúng ta có động từ chính trong câu đây rồi, have số nhiều thì chủ ngữ số nhiều. Đây thằng này số nhiều thì đúng rồi, nhưng tại sao cái này lại sai ở thằng there's? Thì các bạn phải xem lại các cái đại từ. Thì ở đây chúng ta có đại từ nhân xưng, đại từ tân ngữ, đại từ phản thân, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu. Thì mình nhắc lại một chút vì cái câu hỏi về phần này rất là gặp rất là nhiều mà nó cũng dễ nên các bạn cần chú ý. Đại từ nhân xưng thì ta có I, you, we, they, he, she và it. Thì những cái này nó là đứng đầu câu làm chủ ngữ này. Tân ngữ thì tương ứng chúng ta chuyển sang thì nó sẽ đứng ở vị trí tân ngữ, tức là đứng đằng sau động từ chính. Đại từ phản thân thì dùng để nhấn mạnh về chủ ngữ. Khi động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là một thì người ta dùng đại từ phản thân. Tiếp theo chúng ta có đại từ sở hữu. Chúng ta thêm tính từ sở hữu vào đây để so sánh với đại từ sở hữu. Thì cách dùng của đại từ sở hữu và tính từ sở hữu thì nó khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có một câu như này. This is your book. Và this is mine. Thì các bạn thấy mine ở đây nó là đại từ sở hữu. Còn your đây là tính từ sở hữu. Thì các bạn thấy rằng là đại từ sở hữu thì nó đứng một mình, đằng sau nó không có danh từ. Còn tính từ sở hữu thì đằng sau nó cũng có danh từ. Tức là tính từ sở hữu nó là tính từ, thì tính từ bổ nghĩa cho danh từ, thì đằng sau nó cần có một danh từ nữa. Của tôi, cái gì của tôi, đây quyển sách của tôi. Còn đại từ sở hữu thì nó sử dụng để nó không nhắc lại cái danh từ đằng trước nữa. Chúng ta hiểu nó là của tôi. Thì ở đây chúng ta thấy là ở đây there's có s này, there có s đây, thì nó là một đại từ sở hữu, đằng sau nó không được cộng danh từ. Thì ở đây chúng ta phải chuyển cái này về tính từ sở hữu, tức là bỏ s đi thì nó cộng danh từ như này. Câu 20 chúng ta đáp án là đáp án B, chuyển đại từ sở hữu thành tính từ sở hữu, tức là bỏ s này đi. Câu số 21, chúng ta có chủ ngữ số nhiều, động từ chính chia số nhiều, ở thể bị động đây chúng ta thì có dạng to be phân từ 2, by, tân ngữ, tác nhân. Thì ở đây chúng ta có mệnh đề phụ, ở đây nó bổ nghĩa cho cái danh từ này. Vậy thì which ở đây nó làm đồng thời nó làm chủ ngữ rồi, cho nên cái mệnh đề phụ này đang thiếu một cái động từ, cho nên ở đây chúng ta cần phải chuyển carrier này nó thành một động từ. Tại vì nếu như mà chúng ta để carrier như này thì which lúc này nó chỉ làm từ nối, thì đây là chủ ngữ, thì đằng sau cái mệnh đề phụ này đang thiếu động từ trong cái mệnh đề phụ, cho nên cái thằng carrier này nó phải chuyển thành động từ. Thì ở đây mình có hơi thắc mắc một chút vì ở trong đáp án thì người ta chuyển, người ta sửa carrier này thành cái động từ này, chia động từ số ít, trong khi chủ ngữ chính của chúng ta lại số nhiều. Thì theo như mình nghĩ thì từ carrier này chỉ chuyển thành carry thôi, nhưng mà ở đây trong đáp án người ta lại chuyển sang es. Thì mình hơi thắc mắc một chút chỗ này. Rồi, câu số 22, chúng ta có một từ nối của mệnh đề trạng từ nó on the. Sau đó chúng ta có chủ ngữ chính này, động từ chính,
Đây, cái đây là cái dạng rút gọn của mệnh đề trạng từ rút gọn xong còn lại được từ nối và động từ ở dạng ed. Tính từ, các bạn chú ý ra đây có một cái cấu trúc nữa, đó là serious cộng với danh từ số nhiều. Đấy, các bạn thấy tính tính từ serious cộng với danh từ số nhiều, đúng rồi này. Ở đây nó sai ở đâu? Sai ở cái chỗ này, chúng ta có cấu trúc là one of the cộng với danh từ số nhiều, one này, ở đây các bạn thấy thấy thiếu of the tính từ này, danh từ số nhiều đây rồi. Câu 22 đáp án là C, chúng ta phải sửa thành one one of the gì gì đấy. Câu số 23, chủ ngữ số ít này, động từ đấy, các bạn thấy người ta cài chân động từ này, đây cũng là thể bị động, các bạn thấy có dạng to be phân từ hai cộng với by tác nhân, tuy nhiên thì chủ ngữ là số ít nhưng động từ chưa số nhiều, cho nên câu này sai ở đáp án B. R phải chuyển thành is. Câu số 24, chủ ngữ động từ chính, ở đây có cấu trúc song song, các bạn thấy có đôi ly này, simply, cái này là trạng từ, tính từ của nó là như này. Đấy, đây là tính từ của nó, còn chuyển sang đôi ly như này thì nó là trạng từ, trạng từ này, trạng từ phải là en trạng từ, nhưng đuôi ive đây là tính từ, cho nên chúng ta chọn được đáp án sai ở đây là đáp án B. Ngoài ra thì trong câu này các bạn cũng chú ý thêm về cái từ động từ này, nó vừa là tính từ vừa là động từ, có thể là tính từ mà hoặc là động từ, thì đây là một mệnh đề phụ đấy, giáp vừa là từ nối vừa làm chủ ngữ luôn cho cái động từ này. Động từ này không chia, vì sao? Vì cái mệnh đề này bổ nghĩa cho cái thằng danh từ này ở số nhiều, cho nên cái động từ đằng sau giáp này nó chia theo cái danh từ này ở số nhiều, cho nên động từ chúng ta không chia. Câu số 25, tính từ danh từ chủ ngữ, ở đây người ta để số nhiều thì chúng ta tìm động từ. Đây, động từ ở đây là chúng ta có động từ khuyết thiếu cộng với động từ nguyên thể, cái này đúng rồi, đây là cụm giới từ bỏ qua này. Anywhere to our feet in land. Đây, chúng ta thấy sai đáp án D. Giới từ thì chúng ta cộng với danh từ, chỉ có mỗi giới từ to thì được cộng với động từ nguyên thể thôi. Thì ở đây long tính từ, cho nên chúng ta phải chuyển thành long thành len. Đấy, một trong những cách để chuyển từ tính từ sang danh từ là thêm đuôi ts vào đằng sau tính từ. Long là tính từ này, len là danh từ. Rồi. Ngoài ra thì các bạn để ý thêm này, ở đây có 30 over 30 feet. Thì feet ở đây là số nhiều của số nhiều rồi. Số ít là feet. Số ít là foot, số nhiều là feet. Đấy, sau số đếm ở số nhiều thì danh từ đằng sau phải số nhiều. 26 này. Cấu trúc according to cộng với danh từ. Rồi này. Chúng ta có cái gì? Chủ ngữ chính là life. Động từ ở đây là is. Trạng từ, tính từ, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Ở đây còn chúng ta còn thấy được là động từ to be là linking verb này, sau đó nó cộng với danh từ. Thì danh từ đấy lại cộng linking verb này là is cộng, thì đằng sau nó là tính từ. Tính từ đó lại được bổ nghĩa bởi một trạng từ. Ta sẽ có cấu trúc song song này, hơn error hơn rồi này. Ở đây chúng ta thấy có một từ nối là when, là từ nối, thì đây là một mệnh đề phụ, thì chúng ta thấy có một chủ ngữ số nhiều nhưng không có động từ, cho nên là cái overcoming bị sai, nó phải chuyển thành gì?
đây, ở đây nó phải chuyển thành are overcome. Đây, overcoming phải chuyển thành overcome. Chúng ngữ số nhiều trên động từ to be ở đây phải chuyển thành are. 27, chúng ta cũng có một mệnh đề phụ này. Khi những chiếc cầu vồng xuất hiện thì chúng luôn luôn là một phần trên bầu trời, đối diện với mặt trời. Vậy thì chúng ta thấy có adverb đây rồi này. Trạng từ chỉ tần suất, trạng từ đứng sau động từ, đứng sau trợ động từ, đứng sau to be. Rồi này, đúng rồi này. The past một phần, là một phần của trên bầu trời. Ở đây chúng ta thấy ở đây sai là sai ở đáp án D. Tính từ sau đó đến trạng từ là sai. Trạng từ nó bổ nghĩa cho tính từ thì cái bổ nghĩa nó sẽ đứng đằng trước và cái được bổ nghĩa nó sẽ ở đằng sau. Cho nên ở đây chúng ta phải đổi đảo lại vị trí, đó là directly sau đó mới đến opposite. 27 đáp án D. Câu số 28, chủ ngữ này, động từ, sau đó tân ngữ. Đây là danh từ này, đằng sau nó có mệnh đề phụ. Mệnh đề này là mệnh đề tính từ, bổ nghĩa cho cái danh từ này. Một bộ phim hoạt hình về chính trị thì phải. That đồng, vừa là từ nối, đồng thời là chủ ngữ. Thì động từ đằng sau nó, ở đây được chia theo cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Ở đây danh từ mà nó bổ nghĩa là số ít, cho nên động từ của cái mệnh đề phụ này chúng ta chia là is. Đúng rồi. Số đếm số nhiều thì động danh từ đằng sau chia số nhiều. Ở đây chúng ta sai là sai đáp án B. Câu này hình như là lúc mình làm mình mất một số gạch rồi. Ở đây đáp án sai của chúng ta là cái chỗ này. Vì chúng ta có cấu trúc là to be created with. Ở đây chúng ta thiếu with. Cho nên câu 28 của chúng ta là sai chỗ này. Rồi, câu số 29. Chúng ta có động từ chính đây rồi. Chủ ngữ. Ở đoạn này thì các bạn thấy begin nó là một động từ. Thì ở đây nó đang ở vị trí của một danh ở nó đang ở vị trí của làm chủ ngữ, cho nên là begin này không thể để nguyên ở dạng động từ được mà nó phải thêm đuôi ing để trở thành danh động từ. Cho nên ở đây đáp án sai ở đây chúng ta là đáp án A, begins phải chuyển thành beginnings. Câu số 30. Câu số 30. Chúng ta có chủ ngữ này, động từ này, một từ nối, thì đây là một mệnh đề phụ. Cái mệnh đề này đằng sau dưới từ, đây là mệnh đề danh từ. Từ nối này, chúng ta có chủ ngữ, có động từ. Chúng ta thấy cái từ này có đuôi full, thì ở đây nó là một tính từ. Thì sau dơ là một mạo từ, nó phải là một danh từ, chứ không thể nào là một tính từ đúng một mình như này được. Nên cái từ restful này chúng ta phải chuyển thành rest tức là danh từ. Ở đây đáp án của câu 30 đó là đáp án C, restful phải chuyển thành rest. Câu 31, chúng ta có chủ ngữ này, động từ, chúng ta có cấu trúc là refer to cộng với danh từ, đề cập đến, nhắc đến cái gì đó. Chủ ngữ của chúng ta số ít, động từ chia số ít, thêm s. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta thấy ở đây có another than thì bị sai, vì chúng ta chỉ có cấu trúc là other than danh từ thôi, chứ không có cấu trúc là another than. Câu 31 đáp án của chúng ta đáp án C, another chuyển thành other. Câu số 32, chủ ngữ này, danh từ, chủ ngữ denigrate. Chúng ta thấy có động từ ở đây chia es rồi. Vậy thì chia es rồi,
Vậy thì chủ ngữ của nó phải là số ít, đúng không ạ? Mà ở đây chúng ta có the people lại là số nhiều, mà nó không bị gạch chân, tức là cái này đúng. Đấy. The nation. Ở đây động từ chia số ít, chủ ngữ phải số ít. Đúng. Nhưng mà lại có people ở đây. Bên trên này chúng ta có này ơ này, tính từ danh từ đúng rồi này, mạo từ là ơ, trên danh từ đây là số ít không để số nhiều, đúng rồi. Chúng ta có ân, assembly là danh từ, đúng. Danh từ này bắt đầu bằng âm ơ cho nên chúng mạo từ chúng ta để là ân, cũng đúng. Thì khi mà các bạn để ý khi có mạo từ mà đằng sau nó có một từ đằng sau gạch chân thì các bạn phải để ý xem là nó có, hoặc là có một danh từ này, có một từ này đằng trước của nó là ơ hoặc ân mà người ta gạch chân ơ ân, thì các bạn phải để ý xem cái từ đằng sau ơ ân đấy nó phát âm là nguyên âm hay phụ âm để các bạn chọn. Ở đây nếu như bắt đầu bằng nguyên âm thì các bạn để ân, còn bắt đầu bằng phụ âm thế các bạn lại để là ơ. Tuy nhiên thì có một số từ ví dụ như honest, âm h câm, từ knife, từ no, đấy, từ hour có chữ h nhưng mà âm h câm, nó đọc là hour, nó bằng, nó đồng đồng âm với từ hour của chúng ta. Đấy thì những cái từ này là cộng với ơ này, à, cộng với ân. Cái từ no knife thì cái này là cộng với ơ. Còn honest, cái này là dùng ân honest chứ không dùng ơ. Vì cái từ này âm h câm, chúng ta đọc từ này bắt đầu bằng âm o honest, chúng ta dùng ân. Đấy thì khi mà có một từ như này mà đằng trước của nó có ơ ân mà nó cái chân ơ ân thì các bạn phải kiểm tra cái từ đằng sau này bắt đầu bằng nguyên âm hay phụ âm, cách phát âm. Ở câu 32 này chúng ta chọn là đáp án C. Chúng ta loại trừ, chúng ta thấy A, B và D hợp lý rồi, chúng ta còn thằng này có vấn đề về cách chia động từ cho nên chúng ta chọn đáp án ở đây đáp án C. Đây. Ở trong này người ta không nói là tại sao rồi. Hy vọng các bạn nào đó đóng góp cho mình cái phần giải thích nó hợp lý hơn. Câu 33 này. Chúng ta có chủ ngữ này, động từ chính chưa thì quá khứ. Động từ gốc của nó là fight. Nó chia thành fought, hundreds of. Đây. Các bạn thấy là chúng ta có cấu trúc là gì? Đây. Không phải. Hundreds. Đây. Hundreds. Thì nó làm 100. Thì nó cộng với danh từ số nhiều. Đúng. Còn hundreds s có s thì ở đây sẽ phải có of cộng với danh từ số nhiều. Thì các bạn thấy là nó đều cộng với danh từ số nhiều. Tuy nhiên nếu như có s ở đây thì nó sẽ phải có of ở đây. Vì cái thằng không có s không và of trên này nó sẽ làm từ hundreds này nó sẽ là một tính từ. Nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ số nhiều đằng sau. Còn khi cái thằng này có s thì nó là một danh từ. Nó có nghĩa là kiểu như là hàng trăm của cái gì đó số nhiều thì nó mới cần có of ở đây. Còn nó cũng sẽ tương tự với million, billion. Đấy, các bạn chú ý cái phần này. Thì ở đây ở đây đáp án của chúng ta là đáp án A, từ hundreds ở đây nó có of, chúng ta phải có s ở đây, đã tìm thấy hàng trăm cái công dụng này của peanut, đậu đỗ gì đấy mình không nhớ lắm rồi. Câu
34. Chủ ngữ số ít này, vì chúng ta thấy có mạo từ ơ này, động từ. Đấy, thì các bạn thấy ở đây là sai ngay ở động từ này. Vì sao? Vì từ stand nó đây, mình vừa đấy mình cắt lộn. Đấy, từ stand ở đây khi mà chia ở dạng quá khứ thì người ta không thêm ed mà nó có dạng là stand, stood và stood. Cho nên đáp án sai ở đây chúng ta có là đáp án D, bỏ đuôi ed đi, stand chúng ta chuyển thành stood. Câu 35, chúng ta có chủ ngữ số nhiều đây, đuôi r là chỉ người này, nó là danh từ chỉ người. IVE là tính từ, danh từ chỉ người, số nhiều. Động từ chính chúng ta không chia. Sau động từ đó có một mệnh đề phụ. Thì ở đây chúng ta có mệnh đề này là mệnh đề danh từ. Nó giữ chức năng như một tân ngữ bổ, nghĩa cho cái động từ argue này. Tiếp theo chúng ta có cái mệnh đề phụ này, that này, chủ ngữ cộng với động từ. Chúng ta thấy có dạng to be này, có by. Thì ở đây đây là một cấu trúc bị động. Ở đây đáp án sai, ở đây là đáp án B. Threatening phải chuyển thành threatened. Vì đây là cấu trúc câu bị động. Cái cấu trúc xã hội, cái chủ ngữ của cái mệnh đề phụ này, cái cấu trúc xã hội thì nó không thể tự mình sinh ra hay làm gì đó được, nó phải có sự tác động của người khác. Cho nên đây là nó là cấu trúc câu bị động. Cho nên ở đây không phải dạng verbing mà là dạng ed. Dịch của câu này nó là các cái triết gia bảo thủ thì cho rằng cơ cấu của xã hội đang bị đe dọa bởi sự bất tuân dân sự, trong khi các nhà nghiên cứu văn hóa thì nhấn mạnh cái tính ưu việt của lương tâm cá nhân. Nghe thì hơi lủng củng tí. Tuy nhiên thì chúng ta cần để ý cái chỗ mà cơ cấu, cấu trúc xã hội nó là câu bị động, cho nên đuôi của từ threatening này người ta phải bỏ, chúng ta bỏ đuôi ing đi và chuyển thành đuôi ed. Câu 36. Câu 36 này. Chúng ta có cái gì? Since ở đây là như các bạn thấy ở đây mình đánh dấu đây là chủ ngữ này. Đây là động từ chính. Tuy nhiên thì cái này mình nhầm một chút, từ set. Set ở đây nó không phải là động từ chính trong câu mà nó ở đây set in by. Cái đoạn này là cái đoạn rút gọn, nó là một cái mệnh đề rút gọn rồi, nó chỉ còn lại set, setup in. Cho nên cái từ set này nó không phải là động từ chính trong câu. Ở đây chúng ta mới có chủ ngữ này, since 1971, cho nên chúng ta thấy là dấu hiệu của thì hoàn thành. Cho nên là ở đây chúng ta phải chuyển managing thành head manager. Thực ra thì cái câu này mình giải thích theo đáp án đây, mình cũng không, lúc đầu mình cũng không chắc lắm, và lúc đầu thì mình cũng chọn đáp án sai là banking, nhưng mà theo như đáp án thì mình đoán rằng cái đoạn này là đoạn mệnh đề rút gọn này, thì cái thằng này nó sẽ là động từ chính trong câu và nó phải chuyển thành cái dạng thì hoàn thành theo cái giới từ since, theo cái trạng từ chỉ thời gian since này. Câu 37. 37 chúng ta có chủ ngữ số ít này, có ơ này, động từ chia, tức là người ta gạch chân động từ. Thì mình kiểm tra lại chủ ngữ thì chủ ngữ số ít, động từ chia số ít, chia s rồi. Chúng ta thấy có and sau adverb thì cho nên cái này là một cái mệnh đề phụ, một cái mệnh đề khác. Most of case ta sẽ có chủ ngữ số nhiều, động từ không chia, đúng. Supply that nest. Thì lúc đầu mình chọn ở đây là chọn supply, tuy nhiên thì supply ở đây theo như đáp án thì nó không phải là đáp án trong câu này, mà trong câu này thì người ta chọn là D, last. Thì bình thường mình thấy đôi ly ở đây nó là tính hoặc là trạng. Tuy nhiên thì trong trường hợp cái từ supply này nó là một danh từ, có nghĩa là sự cung cấp tiếp tế.
cho nên mạo từ a cộng với danh từ là đúng này. Số ít, sau đó that là cái mệnh đề này, là mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho cái cụm danh từ a supply này. Cho nên cái từ last, cái từ này vừa là danh từ, vừa là tính từ, vừa là động từ và vừa là trạng từ. Thì trong trường hợp này, từ last ở đây nó là một động từ. Và cái động từ này thì được chia theo cái danh từ mà nó bổ nghĩa. Thì danh từ mà nó bổ nghĩa là ở đây là a supply, ngôi thứ ba số ít. Cho nên cái từ last lúc này nó là một động từ và phải chia theo ngôi thứ ba số ít, đó là thêm s. Đây, nó trở thành thêm đuôi s như thế này. Câu số 38. Ta có chủ ngữ động từ and như này. Thì bình thường mình sẽ cấu trúc là to be known as cái gì gì đấy, được biết đến như là. Thì ở đây chúng ta cũng có cấu trúc là is to be known for gì đó. Thì ở đây đáp án sai, ở đây là đáp án C. Vì ở đây chúng ta có cấu trúc song song tính từ and tính từ, sau đó đến danh từ. Thì cái từ này nó là một tính từ rồi. Thì song song với nó, cái từ này vision phải chuyển về dạng tính từ, tức là visual, để hòa hợp với cấu trúc song song. Câu 38 chúng ta chọn đáp án là C. Câu 39 chúng ta có chủ ngữ cái kim loại nhôm, cái này không đếm được. Động từ has been first early in, chúng ta thấy có in the like, cái này là vào cái thế kỷ 19, tức là một cái thời điểm xác định, tức là nó quá khứ đơn. Thì ở đây chúng ta lại thấy người ta chia theo thì hoàn thành ở thể bị động, đúng không ạ? Vậy thì nó bị sai. Ở đây cái này phải chuyển thành was, chúng ta bỏ has been in mà phải là was. Thì có thêm một cái nữa, đó là first thì cộng với động từ, tại vì trong trường hợp đấy first nó sẽ là một phó từ, một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ. Còn nếu như the first thì nó sẽ lại cộng với danh từ, thì lúc đó first nó sẽ là một tính từ. Câu số 40, chúng ta có chủ ngữ số nhiều cộng với động từ khuyết thiếu này. Can be, ở đây chúng ta thấy là có dạng kiểu thể bị động can be seen, nhưng ở đây người ta lại là can be cộng với động từ nguyên thể, cho nên là đáp án sai lên là B, C, phải chuyển thành seen, can be seen mới đúng. Ở đây các bạn thấy có tính từ danh từ đúng rồi này, over. Được. Có 40 chúng ta chọn đáp án là B, B chuyển thành seen. Rồi. Rất mong nhận được sự đóng góp về những lời giải thích của các bạn trong cái đề này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.